Chiều ngày 10 tháng 1, Đảng bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm qua, Đảng ủy Trung tâm đã nỗ lực tích cực lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức kiểm tra giám sát của Đảng, đã kết nạp 3 đảng viên mới, tổ chức 4 cuộc kiểm tra giám sát các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đảng ủy đã không ngừng phát huy tính sáng tạo, linh hoạt trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trên các lĩnh vực, tổ chức sự kiện, chương trình, lễ hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thanh truyền hình, thư viện, hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch có nhiều khởi sắc với doanh thu vé tham quan đạt hơn 194 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ Trung tâm, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Qua đánh giá phong trào thi đua năm 2023, Đảng bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đua lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, văn hóa cấp ủy và công tác tuyên huấn của Đảng khối sự nghiệp, được Ban Dân vận Thành ủy công nhận 2 mô hình nhân vật khéo trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền và thư viện. Năm 2023, đơn vị dẫn đầu thi đua cụm đồng bằng trên lĩnh vực thông tin truyền thông và xếp vị thứ 3 trên lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch. Dịp này, Đảng bộ Trung tâm khen thưởng chi bộ Đài Truyền thanh Truyền hình và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.